năm chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên trang Facebook loan truyền lòng thương xót với hơn 80.000 người thích trang này và hơn 205.000 người theo dõi trang này, vừa chia sẻ một câu chuyện buồn về một giáo lý viên huynh trưởng sứ đoàn Augustino, giáo xứ Gia Phổ, thuộc giáo họ An Hòa, giáo xứ Gia Phổ, giáo họ Ngàn Sâu, giáo phận Hà Tĩnh. Tuổi đời còn rất trẻ, em đã cộng tác rất nhiều cho sứ đoàn, cho các chương trình cộng đoàn và bác ái. Vừa mất trong va chạm giao thông, đã làm cho nhiều người trong sứ đạo thương xót cho Phêrô Phan Đình Tuấn, một giáo lý viên, huynh trưởng hiền lành, đã ra đi quá bất ngờ, quá xót xa. Xin chia buồn cùng gia đình và giáo xứ. Trên trang Facebook loan truyền lòng thương xót đã viết chia sẻ như sau: huynh trưởng Phêrô Phan Đình Tuấn là huynh trưởng sứ đoàn Augustino, giáo xứ Gia Phổ, thuộc giáo họ An Hòa, giáo xứ Gia Phổ, giáo họ Ngàn Sâu, giáo phận Hà Tĩnh. Sinh ngày 22 tháng 5 năm 2005, đã mất vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2022, sau vụ va chạm giao thông đêm qua tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Hưởng dương 17 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, em đã hy sinh rất nhiều cho sứ đoàn, cho các chương trình cộng đoàn và bác ái. Xin chia buồn cùng gia đình và sứ đoàn. Còn trên Facebook, thiếu nhi thánh thể sứ đoàn Augustino, giáo xứ Gia Phổ, đã chia sẻ thêm về giáo lý viên huynh trưởng Phêrô Phan Đình Tuấn như sau: thương tiếc vô cùng, trưởng là một thành viên trong sứ đoàn, là người trương trẻ đầy nhiệt huyết yêu thương, luôn có tinh thần giúp sứ đoàn trong mọi hoạt động mới nhất. Không ai cầm được nước mắt khi nghe tin trưởng bị tai nạn trong tình trạng nguy kịch, và 11 giờ trưởng đã ra đi khi tuổi xuân còn rất trẻ. Chàng trai 17 tuổi, ai cũng nghĩ rằng cả một bầu trời tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ đợi, còn bao nhiêu ước mơ, dự định chưa được thực hiện, những suy nghĩ về tương lai còn đang dang dở. Nhưng Chúa lại đến bất ngờ. Trưởng đã nằm xuống khi tuổi đời mênh mông, có biết bao bạn bè, người thân đang vây quanh trưởng với những cặp mắt rưng rưng, tấm lòng ngậm ngùi ứa lệ. Nằm đó trong sự im lặng, không trả lời, không giải thích. Sự chết vẫn là một mầu nhiệm. Chính Đức Kitô là trưởng tử, là anh cả, sẽ lấy cuộc đời, cái chết của Ngài và của huynh trưởng Phêrô Phan Đình Tuấn để diễn tả tình thương và giải thích mầu nhiệm. Vậy là kể từ giờ phút này, dưới ngôi nhà chung của sứ đoàn Augustino, đã mất đi một người huynh trưởng, đã mất đi một thành viên luôn năng nổ nhiệt huyết trong mọi công việc, thế mà bây giờ đã ra đi mãi mãi. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho huynh trưởng Phêrô Phan Đình Tuấn. Xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót và sớm đưa huynh trưởng Phan Đình Tuấn về hưởng hạnh phúc bên nhan thánh người. Xin vì danh Chúa nhân từ, xin ban cho Phêrô Phan Đình Tuấn được nghỉ yên bên Chúa và các thánh trên quê trời.